Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận đấu trên đảo sa mạc nha mọi người ơi. Tiếp tục khám phá những cái khu vực mới của đảo sa mạc này. Ok, thì hôm nay là theo nhu cầu của anh em. Vậy nên là Kẹo sẽ nhảy dù tại khu đấu trường nha mọi người. Tất nhiên là đấu trường, nó đấu thường nhá. Và mọi người ơi, hiện tại thì đảo sa mạc này, nếu như mà anh em muốn chơi full thì nó chỉ mở ở trong phiên bản OB20 thôi anh em ơi. Có full đảo sa mạc luôn, chơi game rất là đã luôn nè. Vãi hàng, thế nào nhảy cạnh mình luôn nè anh em ơi. Uầy, căng vậy, mình có mỗi cây súng lục thôi mà. Ok ok, M4A1 đi nhé, em ơi làm sao, đứng lại nhanh. Mày làm sao, thích solo với anh không hả? Thằng này, dám nhảy ở đây cả. Để coi nào xem thằng bé tuổi gì nào. Anh em ơi. Này. Ui. Làm sao đấy hả em ơi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Qua đây à. Xong luôn. Bạn thấy bạn ngu chưa, đáng lòng chưa. Đơn giản thôi anh em ơi. Đó là hiện tại thì đây chỉ là một cái server thử nghiệm. Thế nên là mình chơi trên đảo sa mạc nó khá là ít người chơi. Đến tận bây giờ đây mới nhảy dù xuống còn đúng có 10 người chơi thôi. Nhưng mà anh em ơi, quan trọng là trong cái video này ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm mới trên đảo sa mạc nha mọi người. À mà mọi người ơi, nếu như mà anh em thấy video của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là các bạn chia sẻ video để ủng hộ cho Kẹo nha. Ten ten. Vâng, mình đang có rất là nhiều những cái trang bị ngon anh em, đã lên được 3 lô 3 rồi. Và cái điều hiện tại Kẹo đang thiếu đó là một cái giáp level 3 nữa anh em ơi. Hoặc nếu như mà ngon hơn nữa chúng ta có giáp chống nổ thì còn gì bằng nhở. Ok luôn. Thì đấu trường nó là một cái khu vực khá là mới anh em ơi. Và Kẹo thấy rằng là khu vực này thì đồ họa nó khá là đẹp, cũng như là những cái công trình của nó xây lên anh em ơi, rất là đẹp luôn. Và đảo sa mạc này chính là một cái cột mốc khá là quan trọng trong phiên bản OB20. Đơn giản là cũng đã lâu lắm rồi cơ anh em cơ, thì game Free Fire mới ra mắt một cái bản đồ nó toàn diện thế này. Ok. Vâng, chúng ta có được một kèo ngắm 1x khá là ngon. Ten ten. Ui, thế thôi anh em ơi. Thế thôi thì đã rất là nhiều những cái trang bị ngon rồi. Thì theo như đánh giá của Kẹo thì phiên bản OB20 này về những cái nút bấm trong game, những cái giao diện mà anh em chơi game thì nó hoàn toàn giống với phiên bản OB19, hầu như là không có sự khác biệt. Có chăng là chỉ là thay đổi một số những cái thay đổi nhỏ thôi. Ok, vâng. Lại thêm một công trình mới. Nói chung thì phiên bản OB20 với đảo sa mạc nó khá là nhiều công trình đa dạng hơn. Đâm ra là anh em lại có hứng thú chơi game hơn, nó là một điều hết sức bình thường nhở. Riêng Kẹo thì thấy là OB20 đồ họa cực kỳ đẹp và không có gì để phải chê cả anh em ơi. Những công trình này anh em trông thấy đẹp không đây? Đây đây đây, ngắm toàn bộ rừng cây luôn. Và Kẹo thì còn thấy được rằng là phiên bản OB20 thì trông kiểu nó còn na ná một số những cái giao diện của những cái phiên bản cũ. Ví dụ như là Cloud Beta này, Open Beta, rồi là những cái bản thử nghiệm mà phiên bản OB1, OB2 gì đấy anh em. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thật sự là hiệu ứng đổ bóng các kiểu nó rất là đẹp. Hiện tại thì mình không bật đồ họa cao nhất vì là sợ máy nó lag anh em ơi. Thật ra thì nếu như máy mình mà để đồ họa cao nhất trên game Free Fire bật tất cả đều max thì nó cũng bình thường. Nhưng mà máy nó sẽ tốn pin hơn và nó sẽ nóng hơn một xíu anh em. Với Kẹo thì muốn là chơi game pin nó trâu hơn này. Uầy vãi. Có một cái tháp anh em ơi. Một cái tháp. Nó khá là giống với tháp đồng hồ. Với Kẹo cũng đang tò mò là không biết là có thể trèo lên được không nhở. Ây. Anh em ơi chờ Kẹo xíu nhá. Cuốn máu đã. Lúc nãy là mới nhảy dù từ trên cái cáp xuống mà nên là mất máu xíu thôi. Mất máu xương xương. Đây là nhân vật mới nha anh em ơi. Nhân vật mới có tính năng đó là đánh dấu một cái vòng tròn và nó sẽ giảm sát thương khi mà bị địch bắn trúng này, hoặc là giảm sát thương từ lựu đạn, giảm sát thương từ bom các kiểu. Thì đây là một nhân vật mới, mình thấy là tính năng của nó cực kỳ là hay. Và chắc chắn rồi anh em ơi, nếu như mà OB20 ra mắt, mình nghe đồn là OB20 sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 2, rơi trúng vào ngày lễ tình nhân luôn, đậu xanh. Thế nên là anh em nằm ở ế ở nhà chơi game là ngon phải biết luôn nhở. Vãi anh em ơi, căn nhà nào ngoài kia đen xì thế kia, vãi nhở. Và nước phiên bản OB20 thì trông nó rất là tự nhiên luôn anh em ơi. Mình trông nước nó khá là giống thật chứ nhở anh em nhở. Một dòng sông khá đẹp. Đây có một con sẻ ở ngoài nhá, tí lái. Ui vãi, cái gì đây,
trong nhà có treo quần áo à anh em. Và hay luôn, vào nhà phát đen xì này. Các bạn thấy không? Ui, cái này mình nghĩ là lỗi game hay sao ấy. Mà sao kiểu cảm giác kinh dị nhở? Anh em có thấy thế không anh em ấy? Tự nhiên giữa cả cái khu này, loài đâu ra một căn nhà đen xì như này? Và mình không biết là ở trên tầng 2 nó có gì nữa anh em ấy. Và làm thế nào nhở? Làm thế nào để có thể lên được tầng 2 nhở? Mình nghĩ là có thể lên được. Tự nhiên loài đâu ra căn nhà đen xì thế này? Ơ vãi. À đây, ok ok. Các bạn vẫn phải nhảy qua cửa sổ ấy. Trông tất cả mọi thứ đều đen xì luôn. Kiểu không gian vô tận này. Thật luôn anh em. Sao mà nhà phát hành lại làm ra căn nhà này? Hay là nó là căn nhà ma đấy nhở anh em nhở? Riêng kẹo là kẹo thấy tầm này là cũng khá là xoắn quẩy rồi. Bây giờ, ui, vai. Cái gì đấy các bạn, hình như là mình lên tầng 2 rồi. Nhưng mà ở đây sao mà nhìn nó lại cứ thế nào, ui vai. Thật này, cái túi bóng đen này đựng cái gì đây anh em ơi. Ấy, ghê rợn vãi luôn anh em ơi. Thế là cái túi bóng đen này nó đựng cái gì vậy anh em ơi? Ui, có khi nào kiểu đựng xác ở trong không anh em, vãi thật. Sợ thế, mấy ông Gardena làm kiểu này chết tôi. Tự nhiên giữa nhà lòi đâu ra ngay một cái túi đen ở trên tầng 2 anh em ơi. Căn nhà thì rõ ràng là đen xì luôn. Sợ thật. Và căn nhà này thì nó ở cái khu vực đó là khu dân cư nha anh em ơi. Mấy nữa thì OB20 ra mắt các bạn đến khu vực khu dân cư nha anh em. Kiểm chứng xem là căn nhà này nó như nào chứ nhở. Hôm nay thì không có nhiều thời gian, thế nên là cũng không thể khám phá hết được, rằng là mình cũng không hiểu rõ. Tự nhiên loài đâu ra căn nhà đen như này anh em. Kiểu thật luôn đấy. Mình có một cái cảm giác kiểu sợ sợ anh em ơi. Nhưng mà vẫn bật nhạc vui tươi tí đấy. Không anh em lại sợ, anh em lại không xem video của tôi nữa thì chết. Rồi nha anh em, chúng ta sẽ dừng lại cái việc khám phá căn nhà này tại đây. Và chắc chắn rồi, nếu như mà anh em thích thì Kẹo sẽ làm thêm những video về series khám phá đảo sa mạc nha mọi người. Ok nè. Tầm này là còn lại 3 người chơi nữa anh em ơi. Thật ra thì về số lượng người chơi trong game này thì Kẹo không quan trọng lắm. Đơn giản là đây là một cái bản thử nghiệm anh em ơi. Thế nên là người chơi trong game là một trận đấu có mỗi mười mấy đứa hoặc 20 đứa, nên là cũng không thể có nhiều kill được. Từ đầu trận đến giờ thì Kẹo có một kill rồi. Ok anh em ơi, anh em có hóng OB20 ra mắt không nhờ? Còn Kẹo thì rất là hóng nhá mọi người nhá. Vâng thì chắc là cũng nhanh thôi. Hôm nay thì đã là ngày 4 tháng 2 rồi, như vậy là chục ngày nữa. Chính xác thì tầm khoảng là chục ngày nữa ra mắt phiên bản OB20. Wow. Căn nhà này là có tận 3 tầng cơ anh em. Wow. Thằng nào lái xe kia? Mày khoe xe ở đây à? Hả? Khoe xe giữa sa mạc. Thằng này, mày tưởng mày khoe đậu Zikit là mày ngon à? Ok thôi các bạn ơi, và lên tầng 3 nào. À đây nó là cái sân thượng anh em ạ. Nói tầng thì hơi sai nhưng mà nó là cái sân thượng. Rồi nha anh em. Úi dồi, đồ họa phiên bản OB20 chơi đã ghê luôn anh em ơi. Nó mang cái hơi hướng phong cách của sa mạc. Thật sự luôn, rất đã. Đây xe đây anh em ơi. Lừa đại một con đi. Uầy, hiệu ứng xe nó bóng nhoáng luôn anh em. Anh em có thấy không nhở? Tức là đồ họa của nó sẽ được cải thiện hơn phiên bản OB19. Và Kẹo chơi game thì nãy giờ không thấy là có tình trạng giật lag gì cả, nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm nha. Đó là OB20 thì các bạn vẫn sẽ chơi game được bình thường. Kể cả là anh em chơi game bình thường thì nó vẫn ngon thôi, chứ không có tình trạng kiểu như là anh em chơi game mà nó lại lag hơn đâu. Lái xe ngáo quá, đâm ra phải lùi xe. Mà xe nó cũng hơi nát rồi nên là đổi con xe mới. Nhà có điều kiện mà anh em, thế là có xe mới để chiến rồi. Vâng, 3 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng top 1 của Kẹo trong vài đấu này đó là 25%. Hóng nào trên này có thính này, mình cũng chưa check thử xem. Và chúng ta có một cái giáp 2. Ok, vẫn là combo quen thuộc. Đó là MP40 với lại Scar, là combo mà Kẹo đang chơi. Trải nghiệm thì trải nghiệm, nhưng mà rất mong là cũng lấy được top 1 nhở. À đủ, cái miệng đây. Mày làm sao, đừng ngáng đường anh à? Tuổi gì nhở? Ui vãi, có người này. Mày làm sao, lấy bảng luôn. Yes, hay quá luôn anh em nhở. Ui, vãi nổi à, đúng anh em ơi, chạy lẹ. Đây, thôi xong, đai sớm rồi. Anh em ơi, rất tốt một rồi.
Thôi tầm này thì bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Anh em nhớ like và chia sẻ video giúp Kẹo nhá.